không có biết nhiều lắm. Cô biết theo cái cách là của cô hồi đó tới giờ cô đi mấy chục năm á, với lại cô nghe người lớn rồi kia nọ đó cỡ như thể bắt năm châu bắt ba dân rồi kia nọ, thầy bảy phần há rồi này kia nọ đó nói lại thì là cái ngày giỗ tổ này theo cô thấy là một cái ngày mình tụ họp lại giống như là còn hơn là cái ngày Tết của mình nữa. Thì lúc đó khi mà ví dụ thể các con đồ kia còn nhỏ hay là như cô vì lúc còn nhỏ thì mong ví dụ thể mới có 20 thôi là mình đã mong tới 11 rồi phải không? Nhưng đằng này mình thì cái 12 tháng 8 âm lịch cái thằng trai chưa tới, ví dụ còn 2 tháng nữa mới tới ngày giỗ ông, thì là trong lòng bất cứ một nghệ sĩ nào cũng là nôn nóng, cái gì cũng chuẩn bị, cái gì cũng lo. Gần tới ngày giỗ ông nha, gần tới ngày giỗ ông thứ nhất là được ngày đó mình vô mình lại ông, ông như là một người cha nghề nghiệp của mình kính như vậy đó, mình thờ như vậy đó. Rồi cái các nghệ sĩ ở các đoàn một kia nọ, cái đứa này qua đoàn kia, đứa kia qua đoàn nọ vậy đó, qua để mà thăm nhau, gặp nhau, rồi có thể ca hát một vài câu, một vài bài gì đó, tùy ai muốn ca. Ngày đó thì nó tụ họp lại vui như vậy đó. Mà cái đêm 11, đêm 11 thì là cái đêm cúng chay, đêm 12 là cúng mặn, thì 12 mới là đãi, còn 11 thì coi như là trong đoàn, mỗi một đoàn nào mạnh ai nấy cúng. Nếu như những người khác đó mà người ta có định ý người ta đi qua để người ta lại ông trong cái buổi chay ngày 11 thì người ta qua, bằng không thì 12, thì 12 thì coi như là khó có nghệ sĩ nào rảnh lắm. Là vì không phải là mình cúng một đoàn mình đi không, mà mình đi tất cả những đoàn cải lương. Còn cải lương nào có mà gần gần nó cứ là đi, rồi một là qua lại tổ bên đó, hai là qua để gặp bạn bè của mình lâu gặp. Nói như vậy đó. Sẵn đây con xin chúc cho các con nè, mấy con thi phương vàng người đã thi rồi, các con thi hổng dài, coi như là đêm nào mà tụi con thi phương vàng thì cô cũng có coi hết á, mà cô cũng cầu tổ nghiệp cho tụi con vô giải. Tại vì tụi con yêu nghề, cô thấy thương quá, mà có những đứa run sợ không tự tin. Nhưng tụi con nên nhớ là lên sân khấu, nhất là tụi con đi thi, mà tụi con không có tự tin, tụi con sợ, tụi con run thì nó mất đi hết 90% cái lợi của tụi con, chứ không phải là mất hơn nữa đâu nha các con. Cho nên các con phải tự tin lên, lên trên đó rồi thì các con phải ráng đi. Với là cô nói là các con đừng có bỏ cuộc, nếu năm nay tụi con không có đậu, tụi con ráng giữ gìn sức khỏe, tập luyện thêm để các năm khác thi hoài đi, thi chừng nào cứ đậu thôi. Thì năm nay đó là tới cái dịp cúng ông nè, các con nhớ vô lại ông, cầu xin ông để ông hộ độ cho các con. Nhớ nha, mỗi một đứa lên lại 12 lại, nhớ cô dặn nha, 12 lại. Có nhiều đứa mấy năm trước cô thấy nó cuốc cuối sự hết trơn hết trời à. Thành ra cô sợ năm nay tụi con mà cuốc hoài cũng đúng vậy. Nhớ là lại 12 lại nha các con, lại nha con. Con đã yêu cái nghề rồi, con cầu xin ông hộ độ cho con, cho con thành công ở trên cái nghề mà con đã chọn. Chúc các con thành công, có nhiều sức khỏe.